Chào các bạn, tôi Kiến Quốc đây và ngày hôm nay tôi sẽ đề cập với các bạn một cái vấn đề mà ở trên group là tôi đã nói rất là nhiều rồi. Đó là cái vấn đề về hóa đơn giả. Thì khi các bạn xem các cái group ở trên Facebook đó, thì đặc biệt là các group mà chẳng hạn như group anti hàng phây nè, group vệ sinh Sài Gòn nè, rồi nhiều group khác nữa ha. Thì có nhiều seller họ đăng lên những cái đồng hồ cộng với cái hóa đơn mua ở Mỹ, họ mua ở mall hoặc là mua ở những cái trung tâm thương mại mà có tiếng ở nước ngoài. Và đương nhiên là khi mà chúng ta gặp cái những cái hóa đơn đó thì chúng ta rất là tin. Nhưng mà thực sự thì tôi đã từng nói rồi, những hóa đơn đó là hóa đơn giả. Và ngày hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy là cái sự việc này nó sẽ giả chỗ nào. Thì đây là các loại hóa đơn mà tôi đã sưu tập từ một số group, một số cái profile bán hàng trên Facebook. Và tôi có thể nói với các bạn rằng là đa số cho những hóa đơn này là giả. Ok. Từ những cái hóa đơn của Workstation, rồi Burberry, Soma, rồi đặc biệt là cái hóa đơn này nữa các bạn. Rồi những cái hóa đơn này là Versace chẳng hạn, rồi rất là nhiều thương hiệu Movado đó là đều có hóa đơn giả hết. Và cái việc của tôi là làm rất là đơn giản, tôi lấy những hình hóa đơn này nè, tôi hỏi những cái người mà những cái bạn hàng bên Trung Quốc của tôi đó, thì họ là có những cái hóa đơn này hay không, thì có một số có rất là nhiều số có. Và đây là cái những cái hóa đơn mà tôi đã đánh về để làm mẫu. Thì các cái hóa đơn này thì mỗi một mẫu như vậy, nếu mua thì phải mua với số lượng là 100 cái một mẫu thì bên đó họ mới bán. Cho nên là khi mua về thì cũng không để làm gì. Đây là một số hóa đơn tôi mua về, tại vì không có mua hết được những cái mẫu trước, chỉ mua được một số mẫu thôi. Đó thì tôi mua về để quay video review cho các bạn thấy là những hóa đơn này nó được làm giả rồi. Thì như trên hình các bạn thấy là có hóa đơn của Movado nè. Rồi cái này là cái hiệu gì á, là những cái hóa đơn này là của Sephora Store, Ferragamo nè, rồi Burberry, Michael Kors, Versace, rồi thằng Daniel Wellington nè ha. Những cái hóa đơn này đều đã bị làm giả hết rồi, cho nên là các bạn đừng bao giờ tin vào những cái hóa đơn này, nó không có thể hiện được điều gì hết ha. Và ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn một số cái điều, một số cái chiêu để bạn có thể nhìn một hóa đơn mà biết nó là thật hay giả. Rồi ok. Rồi thì những cái hóa đơn này thì nó làm giả rất là tinh vi, có cả cái thông tin người nhận, người gửi, và có cả số series, rồi có cả cái style luôn, nó rất là giống với đồng hồ. Thì khi tôi trò chuyện với lại bên những cái người bạn bên Trung Quốc của tôi á, thì họ nói như thế này, khi mua đồng hồ á, mà này thực tế luôn, mà khi bạn mua đồng hồ đó thì nó sẽ đính kèm cho bạn một cái hóa đơn, và bạn có thể chọn là có hóa đơn gì luôn. Và bạn có thể là, nếu mà bạn mua hóa đơn với số lượng lớn thì bạn có thể in tên, bạn có thể chọn là tên gì hoặc địa chỉ hoặc số điện thoại gì nào, thì nó sẽ tự tạo ra cho bạn. Đặc biệt là cái tên thì bạn có thể chọn, chẳng hạn như là bạn chẳng hạn ở đây ha, ở đây nó có một cái tên là tên tiếng Việt nè đó, rồi cái số điện thoại và lại cái địa chỉ thì nó sẽ tự random cho bạn, là thoải mái. Cho nên khi mà người dùng người ta thấy một cái tên tiếng Việt với một cái địa chỉ Mỹ chẳng hạn thì người ta rất là tin tưởng. Rồi chẳng hạn như cái hóa đơn này thì nó có cả cái số cái mã, cái số mã, rồi cái số model, rồi tùm lum hết. Đó là những cái hóa, những cái thông tin này nó hoàn toàn khớp với lại cái thông tin ở trên cái đồng hồ luôn. Và đặc biệt là khi mà tôi mua cái này là tôi mua mỗi một mẫu và là 100 cái hóa đơn lận, cho nên tôi chọn cái tên luôn, và tôi có thể bảo họ là ghi tên tôi vô luôn, tên là Mr. Nhi Phạm. Tức là tôi muốn nói là điều gì, tức là những cái hóa đơn này nếu như bạn mua số lượng lớn á, thì bạn có thể custom những cái thông tin ở trên đó làm sao để phù hợp nhất với cái đồng hồ, có cùng số series, cùng tất cả giống nhau hết, và thậm chí bạn có thể thêm cái tên của bạn vô để cho nó mang một cái gì đó nó thật là hợp thức hóa đó bạn. Tức là giống như là người Việt mình ra nước ngoài rồi mua đồng hồ về, cho nên có tên của mình trên đây luôn đó. Thì cái trình độ làm giả của nó sẽ tới cái mức như vậy. Rồi ok, rồi đó là một số cái ha. Thì trở về những cái hóa đơn này, thì những cái hóa đơn này á, là tôi nói thật là theo tôi á, theo kinh nghiệm của tôi thì đa số nó là giả. Và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy là nó sẽ có một số điểm nó bất hợp lý như thế này. Chẳng hạn tôi sẽ lấy một cái hóa đơn mà đơn cử đi ha. Đó, có rất là nhiều bạn á, thì cứ mở miệng ra là tôi đây rất là sang chảnh rồi này kia kia nọ, nhưng mà thực sự nhìn một cái hóa đơn thật giả cũng không biết nó như thế nào. Cũng rất là khó trách bởi vì tiếng Anh họ rất là dốt. Rồi tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một cái điều đơn giản nhất để nhận biết cái hóa đơn này giả hay là thật. Hóa đơn này của Versace nè, bạn đọc cái dòng này nè, Versace Store đây, từ Modify nó viết sai chính tả nè. Khi mà bạn để kỹ ở trong cái câu này nè,
từ cái từ Versailles Store nè cho đến là cái policy nè ha, là nguyên cái câu này nè, thì cái từ modify nó viết sai chính tả, là modify chứ không phải là notify. Cái từ notify đưa đây không có nghĩa gì chứ. Ok, đó là một điểm, tức là cái hóa đơn này nó gõ lại, nó nhái lại mà nó nhái còn sai chính tả nè. Đó, mà chúng ta không có để ý những cái điểm như thế này. Thực sự là ta không có để ý. Và thậm chí những cái người mà cứ mở miệng ra là tôi đây hay đi nước ngoài, tôi đây có người thân cùng cha khác nội gì đó bên nước ngoài sách về, họ cũng không hiểu được ở chỗ này. Tại vì để mà đọc được cái câu này có nghĩa thì bạn phải có cái kiến thức về tiếng Anh, chứ không phải là bạn cứ nhìn vô rồi nhìn ra, không phải vậy. Cái từ này là sai chính tả rồi. Đó là một cái thứ hai là từ assort. À thì bạn để kỹ nè, chữ assort này nó có hai chữ S ha, là nó là từ viết tắt của associate hoặc là association. Đó, và một số cái hóa đơn á nó làm thì nó viết sai chính tả của chữ này. À, tôi sẽ lấy cho bạn một cái mẫu ha. À, đâu có tiêu rồi. À, đây chẳng hạn cái mẫu của Burberry thì bạn thấy là chữ assort này nó chỉ có một chữ S thôi nè, bạn hiểu không? Tức là cái chữ này nó không có nghĩa, bạn cứ tra từ điển này, từ này không có nghĩa, từ này từ viết tắt không có nghĩa đó. Rồi á, một số cái hóa đơn á, thì nó có cái từ assort này là hai chữ S, một số cái thì là một chữ S, rồi một số cái hóa đơn thì lại viết sai chính tả, vân vân những cái điều mà rất là cơ bản mà một cái người Mỹ không thể nào mà sai được. Bạn hiểu vấn đề không? Tức là bên Trung Quốc họ nhái là những cái hóa đơn này và họ cũng phải gõ tay lại, và trong quá trình gõ đó thì những cái lỗi này nó xảy ra đó. Và buồn ở cái là những cái người mà họ, những người seller đó, họ làm cái trò này mà thực sự họ cũng không có tinh vi đến mức mà họ nhìn vô họ thấy được. Thì cái chỗ này nằm ở chỗ gì? Tức là cái kiến thức của họ về tiếng Anh nó rất là dốt, cho nên thực sự là họ không hiểu được cái chỗ này ha. Thì ở đây là một cái video ngắn ha, để cho bạn thấy được là cái việc mà hóa đơn thật giả thì nó sẽ như thế nào. Ok rồi, giờ này tôi không có nhiều thời gian, tôi làm những cái video mà nó chuyên nghiệp, rất bài bản, thì có những cái video ngắn ngắn như thế này thì các bạn có thể cập nhật thông tin ha. Rồi, và sắp tới tôi sẽ làm thêm một số cái video khác để nói về cái cách để các bạn có thể phân biệt được từ một thật giả một cách chính xác nhất, và không chỉ thương hiệu đó thôi, nó còn nhiều thứ khác nữa. Ok, rồi, xin chào bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.